Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, thời tiết mưa nắng đan xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho bệnh sương mai trên cà chua phát sinh gây hại. Bệnh phát sinh và gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ẩm độ cao, mưa nắng xen kẽ ở các vùng đất trũng thấp, ít thoát nước, bón phân không cân đối, bón quá nhiều đạm. Khi cây bị bệnh thì sẽ có các biểu hiện như sau. Trên lá thì bệnh sẽ thường xuất hiện đầu tiên ở khu vực mép lá, chóp lá, tạo nên vết xám xanh nhạt, sau đó thì sẽ lan rộng vào phiến lá. Phần giữa thì vết bệnh chuyển màu nâu đen và xung quanh vết bệnh thì thường có lớp bào tử màu trắng xốp, bao phủ giống như là một lớp mốc trắng như là muối, làm cho lá chết lụi nhanh chóng. Còn trên thân cành thì bị bệnh từng đoạn dài, vỏ và ruột thân lúc đầu thì màu nâu và thâm đen, sau đó thì sẽ thối ướt màu nâu đen. Chỗ bị bệnh thì nhỏ và tóp lại, có khi chỉ còn một phía thân bị thối. Khi ẩm ướt thì trên vết bệnh sẽ có lớp nấm trắng giống như là sương muối bao phủ. Ở phía trên chỗ bị bệnh, lá héo dần, cành thân bị bệnh dễ bị gãy gục, làm tàn cây sơ xác. Còn trên hoa thì vết bệnh sẽ có màu nâu đen ở đài hoa, cuống hoa làm cho hoa rụng. Còn trên trái thì bệnh sẽ có thể xuất hiện tại mọi vị trí trên trái, nhưng thường thấy thì là ở khu vực đuôi trái nhiều hơn. Ở nơi đó thì thường sẽ có xương và thường bị chảy, đọng dưới vị trí này. Trên trái sẽ có những đốm màu xanh xám dạng thối úm nước. Bệnh nhẹ thì trái hơi nám và cứng, còn bệnh nặng thì trái không phát triển được, sau đó sẽ bị rụng. Bà con cần chú ý các biện pháp phòng trị bệnh cho cây cụ thể như sau. Bà con lưu ý đầu tiên là chúng ta trồng giống kháng bệnh, vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây bệnh, bón vôi và phân hữu cơ trước khi gieo trồng, bón phân cân đối, tăng lượng phân kali và lân. Vườn ươm thì phải là nơi đất cao ráo, sạch sẽ, luống trần thì cần đánh cao, rãnh rộng để dễ thoát nước. Cũng không nên trồng cà chua gần ruộng khoai tây và không luân canh kế cận với khoai tây. Sử dụng chế phẩm Chicoderma ủ với phân chuồng hoai mục từ 7 cho tới 10 ngày dùng để bón lót. Khi mà phát hiện bệnh thì chúng ta sẽ dùng các loại thuốc được phép sử dụng theo nồng độ khuyến cáo và theo nguyên tắc 4 đúng. Chuyển sang thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước. Do ảnh hưởng của rãnh mưa dông có trục đi qua phía Bắc, nên từ chiều tối qua cho tới ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, với lượng mưa dao động ở ngưỡng từ 20 cho tới 40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng sẽ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Xuôi xuống Trung Bộ, sang tới ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, do ảnh hưởng của rãnh mưa dông từ phía Bắc nên Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Do có mưa nên nắng nóng tại Trung Bộ cũng thuyên giảm. Tiếp theo là phần thời tiết ở phía Nam. Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn phổ biến ít mưa và trời nắng. Mức nhiệt tại các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên ổn định ở ngưỡng từ 30 cho tới 33 độ. Còn các tỉnh thành phía Nam, nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng, với ngưỡng nhiệt dao động ở ngưỡng từ 35 cho tới 36 độ. Tới chiều tối và đêm, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, khiến cho mưa rào và dông xuất hiện. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như thường lệ trong phần thời lượng cuối của bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng. Mời quý vị cùng theo dõi.